100.000 về Trung Quốc, mà là xịn như Trung Quốc đó, nhập về 100.000 về nó bán 1.2 triệu, 100.000 về bán 1.2 triệu. Đó, còn đại siêu mà giờ rồi nghe lấy nhập của Trung Quốc mà dán của Việt Nam vô tôi lừa Hà Đông gì đó. Bởi nó toàn nó đi lừa dân không chứ là cái bài một việc dùng hàng người Việt cuối cùng lên thì có vô tất cả họ lừa đảo, lừa chính quyền cái bắt tay với nhau cùng dạng như quản lý thị trường mọi thứ hải quan là đều là bắt tay nhau dân là tội làm nghiêm ngặt sao mà lòng được bây giờ nó thép được nhưng mà bây giờ cái nguồn cung nguyên vật liệu nó nằm ở đâu, nó cung cấp về đâu, cái nhà máy nó sản xuất ở đâu, cái liền là chi gì đâu, đều có ra tay làm hay không?